Rồi, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Không có rất là nhiều anh em hỏi em tùng chiếc cành. Đó, nay mới có hàng lại nha anh em. Chiều cao thì nó cao từ 1m đến 1m2 nha anh em. Dao động trong cái khoảng đó nha. Tùng lá hán, tùng bông chiếc cành nha anh em. Đó, cao từ 1m đến 1m2. Đó, loại này thì cái thân nó cỡ ngón tay cái nha em nha. Đó, 90k một cây. Đó, 90k một cây. Anh em mua từ 10 cây trở lên em bao ship toàn quốc cho anh em nha. Còn dưới 10 cây thì anh em trả phí ship nha anh em. Đó, 10 cây trở lên em mới bao ship nha anh em. Nói rõ, clip nào em cũng nói rõ về vấn đề này nha. Đó, tùng lá hán, chiếc cành. Đó, anh em có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp số điện thoại em 0979 582 872 nha anh em. Zalo, Facebook số đó luôn nha. Em chỉ có một số điện thoại, một Zalo và một Facebook thôi nha. Đó, anh em có nhu cầu thì cứ alo em. Sỉ và lẻ toàn quốc luôn nha anh em. 90k một cây nha anh em. Đó, cái này về chỉ việc anh em chỉ việc trồng thôi nha. Đó, rễ thì nó ổn định hết rồi. Ngoài ra còn có tùng nhỏ nữa nè, nhiều loại luôn, bên em loại nào cũng có nha. Đó, anh em mua loại nào thì cứ alo em nha. Anh em xem thấy hay thì cho em một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ em nha. Rồi, xin chào tất cả anh em.